Ngày 26 tháng 11, Chính phủ ban hành Nghị định số 103-2021 quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô remote hoặc semi remote được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự ô tô sản xuất lắp ráp trong nước. Theo đó, mức thu lệ phí trước bạ mới chỉ bằng 50% so với trước và được áp dụng từ ngày 1 tháng 12 năm 2021. Nghị định cũng nêu rõ từ ngày 1 tháng 6 năm 2022 trở đi, mức thu lệ phí trước bạ tiếp tục thực hiện theo quy định tại nghị định số 20 ngày 21 tháng 2 năm 2019 của chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 140 ngày 10 tháng 10 năm 2016 của chính phủ về lệ phí trước bạ. Các nghị quyết hiện hành của hội đồng nhân dân hoặc quyết định hiện hành của ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương về mức thu lệ phí trước bạ tại địa phương và các văn bản, bản sửa đổi, bổ sung, thay thế nếu có.